Nguyễn Hoàng sinh năm 1525, người ở làng Gia Miêu Ngoại Trang, huyện Tống Sơn, phủ Hà Trung, xứ Thanh Hoa, nay thuộc tỉnh Thanh Hóa. Cha của Nguyễn Hoàng là Nguyễn Kim, làm quan cuối triều Lê Sơ, giữ chức hữu vệ điện tiền tướng quân, tước An Hòa Hầu. Năm 1527, khi Mạc Đăng Dung phế bỏ nhà Lê và lập ra nhà Mạc, Nguyễn Kim dẫn con em chạy sang Ai Lao, thu nạp hào kiệt, tìm cách khôi phục nhà Lê. Năm 1533, Nguyễn Kim đón con trai của vua Lê Chiêu Tông tên Lê Ninh đưa lên ngôi, đó là Lê Trang Tông, tái lập nhà hậu Lê. Nhờ công ấy, ông được phong làm thượng phụ, thái sư, hưng quốc công, trưởng nội ngoại sự. Bấy giờ có người tướng giỏi là Trịnh Kiểm, Nguyễn Kim thấy người có tài, bèn đem con gái là Nguyễn Thị Ngọc bỏ gả cho. Sau nhiều lần tấn công ngược về Đại Việt nhưng không có kết quả, năm 1539, quân nhà Lê chiếm được huyện Lôi Dương, Thanh Hóa, đến năm 1543 thì lấy được toàn bộ hai xứ Thanh Nghệ. Từ đó, nhà hậu Lê xác lập được chỗ đứng trên đất Đại Việt và chính thức lập ra Nam Triều. Năm 1545, Nguyễn Kim bị đầu độc chết, trao lại binh quyền cho con rể là Trịnh Kiểm. Trịnh Kiểm sợ họ Nguyễn tranh quyền với mình nên tìm cớ sát hại con cả của Nguyễn Kim là Nguyễn Uông. Nguyễn Hoàng khi đó tuy còn trẻ nhưng lập được nhiều công lao trên chiến trường, trở thành cái gai trong mắt Trịnh Kiểm. Nhận thấy sự nguy hiểm này, Hoàng cáo bệnh, giữ mình kín đáo hơn để Trịnh Kiểm khỏi nghi ngờ. Sau khi bàn mưu với bác họ là Nguyễn Ư Dĩ, Nguyễn Hoàng ngầm sai sứ giả tới Hải Dương hỏi Nguyễn Bình Khiêm, vốn là trạng nguyên nhà Mạc, bấy giờ đã về quê chí sĩ, có tiếng giỏi nghề thuật số. Nguyễn Bình Khiêm nhìn cái núi non bộ ở trước sân mà ngâm lớn rằng, Hoành Sơn nhất đái, vạn đại dung thân, nghĩa là một dải núi ngang có thể dung thân được muôn đời. Khi sứ giả về thuật lại câu ấy, Nguyễn Hoàng hiểu ý ngay. Ông nhờ chị gái là Ngọc Bảo xin Trịnh Kiểm cho vào trấn thủ Thuận Hóa. Vùng đất Thuận Hóa lúc đó nhà Lê mới chiếm được, đã đặt Tam Ti, phủ huyện để cai trị nhưng lòng dân vẫn chưa yên. Trịnh Kiểm vẫn còn băn khoăn về vùng đất này, nhưng nhận thấy đây là nơi xa xôi, đất đai cằn cỗi nên đã đồng ý, tâu lên vua Lê Anh Tông cho Nguyễn Hoàng vào trấn thủ Thuận Hóa. Vua Lê nghe theo và trao cho trấn tiết, và mọi việc đều ủy thác, chỉ cần mỗi năm nộp thuế là đủ. Năm 1558, Nguyễn Hoàng đưa gia quyến, thuộc tướng và hàng nghìn đồng hương thân tín xứ Thanh Nghệ đi vào Thuận Hóa. Khi đến nơi, đoàn thuyền đã đi vào cửa Việt Yên, đóng trại tại xã Ái Tử, huyện Vũ Xương, nay thuộc tỉnh Quảng Trị và đã chọn nơi đây để lập thủ phủ. Nguyễn Hoàng cho đặt nhiều đồn ở cửa biển để giữ miền duyên hải, do bấy giờ quân Mạc thường theo đường biển vào đánh Thanh Nghệ nên phải đề phòng. Năm 1569, Nguyễn Hoàng ra Thanh Hóa yết kiến vua Lê Anh Tông, nộp quân lương giúp Nam Triều đánh nhà Mạc, rồi đến phủ thái sư lại mừng Trịnh Kiểm. Trịnh Kiểm rất hài lòng, phong cho ông làm tổng trấn tướng quân, kiêm quản cả xứ Quảng Nam và xứ Thuận Hóa, lệ mỗi năm phải nộp thuế là 400 cân bạc, 500 tấm lụa. Năm 1570, nhân lúc Trịnh Kiểm mới mất, hai con là Trịnh Cối và Trịnh Tùng đánh nhau để tranh quyền, nhà Mạc sai tướng Lập Bạo đem 60 chiến thuyền đánh vào Thuận Hóa. Dân ở Thuận Quảng nhiều người theo hàng. Nguyễn Hoàng mới sai một người con gái đẹp là Ngô Thị giả cách đưa vàng bạc sang nói với Lập Bạo xin cầu hòa. Lập Bạo đồng ý giảng hòa, chỉ mang vài chục tùy tùng đến một ngôi đền tranh ở bờ sông để dự thề. Nguyễn Hoàng bèn sai phục binh xông ra giết chết, rồi cầm quân đánh tan quân Mạc. Binh lính nhà Mạc đem nhau ra hàng, Nguyễn Hoàng cho họ ở đất Cồn Tiên, đặt làm 36 phường. Từ đó, nhà Mạc không còn dám nhòm ngó đất Thuận Quảng nữa. Năm 1593, sau khi Trịnh Tùng đánh bại được Mạc Mậu Hợp và lấy lại Đông Đô, Nguyễn Hoàng ra Bắc yết kiến vua Lê Thế Tông. Trịnh Tùng dâng biểu xin vua phong Nguyễn Hoàng làm trung quân đô đốc phủ, tả đốc trưởng phủ sự, thái úy, đoan quốc công. Sau đó, Nguyễn Hoàng ở lại giúp Trịnh Tùng đánh dẹp các cuộc chống đối của họ Mạc và các cuộc phản loạn khác. Trong 8 năm ở lại Thăng Long, Nguyễn Hoàng đánh dẹp các nơi đều thắng, lập được nhiều công lao, dần thăng tới chức hữu tướng quân chỉ sau Trịnh Tùng. Vì thế Trịnh Tùng đem lòng nghi kỵ, không muốn cho ông về Nam vì lo sợ thả hổ về rừng. Đến năm 1600, một số tướng cũ của nhà Mạc nổi lên chống nhà Lê, Nguyễn Hoàng nhân dịp đem quân tiến đánh, liền đem cả tướng sĩ thuyền ghe bản bộ, đi đường biển về thẳng Thuận Hóa, để con thứ năm là Hải và cháu nội là Hắc ở lại làm con tin. Trịnh Tùng nghi ngờ Nguyễn Hoàng vào chiếm Thanh Hóa, bèn đưa vua Lê chạy về đó để giữ vững chỗ căn bản. Khi đi đến huyện An Sơn, công tử Hải ra đón đường, nói rằng Nguyễn Hoàng đã về Thuận Hóa, chỉ nghĩ việc bảo vệ đất đai chứ không có ý gì khác. Bấy giờ Trịnh Tùng bận lo đối phó với quân Mạc nên chỉ gửi thư trách móc Nguyễn Hoàng. Để xoa dịu tình hình, Nguyễn Hoàng viết thư nhận lỗi, lấy thóc lúa, vàng bạc ra Bắc cống nộp cho Trịnh Tùng và hẹn kết nghĩa thông gia. Mùa đông năm 1600, Hoàng gả con gái là Ngọc Tú cho con Tùng là Trịnh Tráng. Từ đó, Nguyễn Hoàng không ra chầu ngoài kinh sư nữa. Sau khi trở về từ Thăng Long, Nguyễn Hoàng quyết rạch đôi sơn hà, lo phát triển cơ sở, mở mang bờ cõi, phòng bị quân Trịnh vào đánh phá.
để trụ vững ở nơi hiểm trở, nếm mật nằm gai, Nguyễn Hoàng đã rất chú ý việc thu phục lòng dân. Từ năm 1597, khi còn đang ở ngoài Bắc, ông đã có công văn lệnh cho Lương Văn Chánh, chi huyện Tuy Viễn, triệu tập lưu dân khai khẩn đất hoang, đồng thời căn dặn không được sách nhiễu dân. Sau khi đánh dẹp các cuộc nổi loạn hay đánh thắng quân Mạc, Nguyễn Hoàng không giết hàng binh mà cho họ quyền được sống và cho khai khẩn vùng đất mới. Năm 1608, xứ Thuận Quảng được mùa lớn, giá gạo rẻ, còn phía Bắc từ xứ Nghệ An trở ra mất mùa nên gạo đắt. Vì thế, nhân dân chạy vào với chúa Nguyễn nhiều, làm cho dân số Thuận Quảng thêm đông đúc. Để đưa kinh tế phát triển, chúa tiên Nguyễn Hoàng đã cho mở mang ngoại thương, hướng tầm nhìn ra biển. Dưới thời Nguyễn Hoàng, thuyền buôn các nước đến nhiều, Đàng Trong trở thành một nơi đô hội lớn. Đặc sản tiêu Quảng Trị đã được Nguyễn Hoàng cho mua, cùng với vây cá, yến xào để đổi cho khách buôn lấy hàng hóa, sản vật. Chúa tiên đã vượt qua tư tưởng trọng nông ức thương thời bấy giờ. Ông quan tâm hơn đến hoạt động ngoại thương tại cảng thì Hội An, biến nơi này trở thành thương cảng quốc tế lớn nhất Đông Nam Á khi đó. Để chủ động xúc tiến thương mại, khuyến khích thương gia Nhật Bản đến buôn bán với Đàng Trong, Nguyễn Hoàng đã viết nhiều thư trao đổi, bàn bạc chuyện buôn bán với chính quyền Mạc phủ Tokugawa ở Nhật Bản. Lời lẽ trong các lá thư ngoại giao vừa sang trọng, lịch lãm, vừa tha thiết, mềm mỏng. Có những thư được gửi kèm theo các món quà tặng là những vật phẩm quý như kỳ nam, lôi mộc, khổng tước. Ngoại thương đã trở thành yếu tố quyết định trong tốc độ phát triển của Đàng Trong, giúp họ Nguyễn xây dựng một cách nhanh chóng vùng đất ít nhân lực này để có thể đương đầu nổi với đàng ngoài có tiềm lực nhiều gấp đôi, gấp ba về mọi mặt. Năm 1611, do quân Champa liên tục quấy nhiễu vùng biên giới Hoa Anh, Nguyễn Hoàng sai tướng Văn Phong đi đánh dẹp. Quân Champa nhanh chóng bị đánh bại trước lực lượng của chúa Nguyễn. Vua Ponit của Champa phải rút quân xuống phía nam đèo Cả. Sau đó, vùng đất Hoa Anh được lập thành phủ Phú Yên gồm hai huyện Tuy Hòa và Đồng Xuân, giao cho Lương Văn Chánh làm tham tướng, Văn Phong làm lưu thủ. Cũng trong thời kỳ cai trị của Nguyễn Hoàng, hai gia tướng người Việt gốc Chăm là Vũ Thị An và Vũ Thị Trung đã giúp chúa tiên chiếm hữu bãi cát vàng, tức quần đảo Hoàng Sa, khi còn là một vùng đất vô chủ mà không một nước nào phản đối hay bảo lưu. Năm 1613, Nguyễn Hoàng lâm bệnh nặng, cho gọi người con thứ sáu là Nguyễn Phúc Nguyên từ Quảng Nam về kế vị và căn dặn, nếu Bắc tiến được thì tốt nhất, bằng không giữ vững đất Thuận Quảng và mở mang bờ cõi về phía nam. Đất Thuận Quảng này phía Bắc có núi Hoành Sơn, sông Linh Giang, phía nam có núi Hải Vân và Bi Sơn, thật là đất của người anh hùng dũng võ. Vậy con phải biết thương yêu dân, luyện tập binh sĩ để xây dựng cơ nghiệp muôn đời. Ông cũng nói với các cận thần lúc hấp hối bên giường bệnh, ta với các ông cùng nhau cam khổ đã lâu, muốn dựng lên nghiệp lớn. Nay ta để gánh nặng lại cho con ta, các ông nên đồng lòng giúp đỡ cho thành công nghiệp. Nguyễn Hoàng trấn thủ đất Thuận Quảng 55 năm, thọ 89 tuổi. Ngoài tài lãnh đạo, ông còn có lòng nhân đức nên dân chúng Thuận Hóa rất cảm mến, gọi ông là chúa tiên, mặc dù đương thời Nguyễn Hoàng chỉ có tước hiệu Đoan Quốc Công. Nguyễn Hoàng mất, các quan vâng theo di chiếu tôn Nguyễn Phúc Nguyên lên kế vị, tức chúa sãi, bấy giờ ông đã 51 tuổi. Phúc Nguyên sau đó được vua Lê Kính Tông sắc phong làm trấn thủ hai xứ Thuận Hóa và Quảng Nam, Hàm Thái Bảo, tước Thụy Quận Công. Sau khi kế nghiệp, Nguyễn Phúc Nguyên sửa thành lũy, đặt quan ải, vỗ về quân dân, trong ngoài đâu cũng vui phục. Chúa sãi đã tiến hành cải tổ lại bộ máy hành chính và quan lại, chia Đàng Trong ra làm 7 dinh. Mỗi dinh có thể coi như một tỉnh hiện nay, hành chính có chức quan lưu thủ đứng đầu, quân sự thì có chức quan tuần thủ chỉ huy. Giống như chúa tiên Nguyễn Hoàng, chúa sãi cũng rất coi trọng phát triển ngoại thương, tận dụng ưu thế địa lý nằm trên lối giao thương đường thủy giữa phương Đông với phương Tây. Người Nhật, người Hoa được định cư lâu dài ở Hội An, được lập phố riêng, gọi là phố khách và phố Nhật. Nhà truyền giáo người Ý Cristoforo Borri cư trú tại Hội An năm 1618 miêu tả đô thị này. Người Hoa và Nhật Bản là những thương nhân chủ yếu của chợ phiên, năm nào cũng mở và kéo dài trong 4 tháng. Người Nhật thường đem lại 4-5 vạn nén bạc, người Trung Hoa thì đi một thứ thuyền buồm đem lại nhiều tơ lụa tốt và sản vật đặc biệt của họ. Do chợ này mà quốc vương thu được số tiền thuế lớn, toàn quốc nhờ vậy cũng được nhiều lợi ích. Mặc dù mở rộng ngoại thương, chúa Nguyễn lại cấm người phương Tây truyền đạo trong nước. Năm 1626, chúa Nguyễn Phúc Nguyên rời cung về Thừa Thiên, nơi chúa ở gọi là Phủ. Nhờ có sự hiến kế của Đào Duy Từ, chúa sãi đã cho xây lũy thầy ở sông Nhật Lệ nhằm mục đích bảo vệ Đàng Trong trước các cuộc tấn công của chúa Trịnh ở đàng ngoài. Do nhu cầu phát triển lực lượng chống quân Trịnh, chúa sãi mời cha con người Bồ Đào Nha là Doan de Cruz từ Hội An ra Huế giúp chúa mở xưởng đúc vũ khí đạn dược. Doan de Cruz cần có nơi để hành lễ hàng tuần và do đó, nhà thờ Kitô giáo đầu tiên xuất hiện trên đất Huế. Năm 1631, chúa lập ra sở đúc súng Đại Bác, mở trường bắn, trường tập voi, tập ngựa, cứ hàng năm luyện tập để phòng bị chiến tranh.
nhờ sự phát triển ngoại thương mà Đàng Trong có thể mua được nhiều kim loại, vũ khí. Do đó, quân đội của chúa Nguyễn bấy giờ được trang bị rất đầy đủ và hiện đại. Vào năm 1620, hai người em của chúa Nguyễn Phúc Nguyên là Nguyễn Hiệp và Nguyễn Trạch âm mưu nổi loạn, hứa làm nội ứng cho họ Trịnh, hẹn khi việc thành thì phải cho hai người trấn giữ đất Đàng Trong. Trịnh Tùng bèn sai tướng đem 5.000 quân đến đóng ở cửa biển Nhật Lệ đợi tin. Tuy nhiên, âm mưu bị bại lộ, Hiệp và Trạch bị bắt giam vào ngục, sau sinh bệnh mà chết. Quân Trịnh nghe tin, bèn quay trở về. Vì họ Trịnh vô cớ phát binh, từ đó Phúc Nguyên bỏ không nộp thuế cho miền Bắc nữa. Năm 1623, chúa Trịnh Tùng mất, Phúc Nguyên nghe tin vẫn sai sứ đến phúng. Năm 1624, chúa Trịnh Tráng sai công bộ thượng thư Nguyễn Duy thì vào Thuận Hóa đòi tiền thuế từ 3 năm về trước. Chúa sãi tiếp sứ, nói rằng, hai sứ Thuận Quảng liền mấy năm không được mùa, dân gian túng đói, vì thế không nỡ thu thuế, khi khác được mùa sẽ trở nộp cũng chưa muộn. Sứ giả không biết nói gì, bèn từ biệt về. Năm 1627, chúa Trịnh lại sai sứ mang sắc vua Lê vào Nam, dụ chúa Nguyễn cho con ra trầu và đòi nộp 30 con voi cùng 30 chiếc thuyền để đưa đi cống nhà Minh. Chúa sãi không chịu. Từ đó, chúa Trịnh bèn quyết ý đánh họ Nguyễn. Tháng 3 năm 1627, Trịnh Tráng đích thân thống lĩnh 20 vạn đại quân thủy bộ tiến vào cửa Nhật Lệ. Chúa sãi cử binh ra đón đánh. Quân Trịnh chủ động tấn công, nhưng không chọc thủng được tuyến phòng thủ của quân Nguyễn. Phía Nguyễn có lợi thế là đại bác kiểu Bồ Đào Nha nên làm quân Trịnh sợ chạy giạt. Trong lúc hai bên tiếp tục giằng co thì quân Nguyễn phao tin là Trịnh Gia và Trịnh Nhạc âm mưu tạo phản ở miền Bắc. Chúa Trịnh Tráng nghi ngờ, vội rút quân trở về. Năm 1631, con trưởng của chúa sãi là Nguyễn Phúc Kỳ qua đời, con thứ hai Nguyễn Phúc Lan được lập làm thế tử, con thứ tư là Nguyễn Phúc Anh Gia thay Kỳ trấn giữ Quảng Nam. Anh bất mãn vì không được làm thế tử, cho nên mưu thông đồng với chúa Trịnh, bèn viết thư hẹn làm nội ứng cho Trịnh Tráng. Năm 1633, Thanh Đô Vương Trịnh Tráng rước vua Lê đem binh Nam tiến lần thứ hai, đóng ở cửa Nhật Lệ như trước. Sãi Vương cử Nguyễn Hữu Giật, Nguyễn Hữu Tiến làm tướng ra đánh. Chúa Trịnh đang đợi suốt hơn 10 hôm không thấy hiệu làm nội ứng của Phúc Anh thì bị quân Nguyễn đánh úp. Quân Trịnh hoảng loạn, tan vỡ bỏ chạy. Chúa Trịnh rút về Bắc, để lại con rể là Nguyễn Khắc Liệt trấn thủ châu Bắc Bố Chính. Năm 1635, Sãi Vương Nguyễn Phúc Nguyên qua đời, cầm quyền trong 22 năm, thọ 72 tuổi. Thế tử Nguyễn Phúc Lan lên nối ngôi, thời bấy giờ gọi là chúa thượng. Em trai của chúa là Nguyễn Phúc Anh khi ấy lại nổi lên làm phản. Chúa Nguyễn Phúc Nguyên bèn sai quân đến đánh, bắt được Phúc Anh đem xử tử. Trong giai đoạn đầu cầm quyền, chúa thượng có phần bỏ bê chính sự, hay vui chơi yến tiệc, xây dựng cung thất, nhưng nhờ có lời can gián của quan nội tán Vân Hiền Hầu mà tỉnh ngộ. Năm 1636, ông cho rời phủ đệ từ làng Phước Yên qua làng Kim Long, Thừa Thiên. Phủ Kim Long rộng rãi, cảnh trí xinh đẹp, phủ chúa và nhà quan lại còn lan ra các làng xung quanh. Kim Long đã mang lại nhiều lợi ích cho nền thương mại đương thời. Các thuyền buôn đi dọc theo sông Hương lên Huế, nhờ đó mà phẩm vật của người Âu và người Trung Hoa như tơ lụa, thuốc bắc, bút chì đều được mang bán tại Huế. Khách phương xa ghé đến Kim Long không khỏi ngạc nhiên khi thấy cảnh tượng huy hoàng của phủ chúa và nhà các quan lại. Mỗi khi ông ngự đi đâu đều có hơn 2.000 thị vệ theo hầu, tiền hô hậu ủng, cờ xí dập trời, oai vệ khác thường. Thấy tình hình xứ Thuận Quảng ổn định, chúa thượng cho mở khoa thi vào năm 1647 để tuyển chọn nhân tài ra giúp nước. Thời bấy giờ, quan hệ giữa chúa Trịnh ở đàng ngoài với người Hà Lan khá tốt đẹp. Quân Trịnh sau mấy lần cử đại binh đánh vào Nam nhưng đều thất bại, chúa Trịnh Tráng bèn gửi một bức thư cho toàn quyền Hà Lan ở Jakarta, đề nghị phía Hà Lan chuyển cho đàng ngoài 3 chiến thuyền, 200 lính bắn giỏi. Ngoài ra, chúa Trịnh còn cần người Hà Lan gửi 50 chiến thuyền và đại bác có sức công phá lớn để cùng quân Trịnh đánh Đàng Trong. Đổi lại, chúa Trịnh hứa sẽ trả cho Hà Lan 30.000 lạng bạc và tặng luôn đất Quảng Nam cho họ khi thành công. Lời đề nghị của chính quyền đàng ngoài đã thuyết phục được phía Hà Lan hành động. Bắt đầu từ năm 1641, tàu chiến của Hà Lan liên tục cướp phá, quấy rối và lăm le tấn công Đàng Trong. Tháng 11 năm đó, hai con tàu của Hà Lan bị quân đội chúa Nguyễn đánh đắm gần bờ biển đảo Cù Lao Chàm do xâm phạm lãnh hải. 82 lính Hà Lan bị chúa Nguyễn bắt giam ở Hội An và chúa Nguyễn đã tịch thu cả hai con tàu này. Từ đó, quan hệ giữa chính quyền Đàng Trong với công ty Đông Ấn Hà Lan trở nên căng thẳng. Thương điếm của Hà Lan ở Hội An phải đóng cửa. Năm 1642, công ty Đông Ấn Hà Lan cử 5 tàu cùng 200 thủy thủ đi lùng bắt dân chúng Đàng Trong ở ven biển, đề nghị trao đổi với lính Hà Lan bị bắt, nếu không sẽ giết hết một nửa và đem một nửa còn lại về Đông Kinh. Khi quân Hà Lan tiến đến Cù Lao Chàm, cư dân ở đây đã báo cho trinh sát của chúa Nguyễn biết. Quân Hà Lan vừa bước lên bờ thì lập tức bị quân Nguyễn tấn công và hạ sát 150 binh sĩ, số còn lại chạy ra đàng ngoài.
Chúa Trịnh nói với người Hà Lan rằng ông có cử quân đi đánh Đảng Trong nhưng phải rút lui do người Hà Lan không tới. Tuy nhiên, sử sách không ghi lại hoạt động quân sự gì của Đảng ngoài thời điểm đó. Tháng 1 năm 1643, công ty Đông Ấn Hà Lan đưa một hạm đội 5 chiến hạm tới liên kết với Trịnh Tráng đi đánh Đảng Trong. Nhưng khi tới nơi, họ thấy rằng quân đội Chúa Trịnh chưa chuẩn bị gì. Tháng 7 cùng năm, một hạm đội khác gồm 3 tàu lại tới, nhận được lệnh bắt dân Đảng Trong càng nhiều càng tốt. Khi họ còn cách phía nam sông Danh 5 dặm thì bị 50 chiến thuyền của quân Nguyễn do Thế tử Nguyễn Phúc Tần chỉ huy tấn công. Trong trận này, tàu của Đô đốc Hà Lan và toàn bộ quân lính trên đó bị tiêu diệt, 2 tàu khác phải tìm đường tháo chạy. Những cuộc xung đột thất bại với Đảng Trong khiến uy tín của công ty Đông Ấn Hà Lan tại Viễn Đông bị suy giảm nghiêm trọng. Người Hà Lan với một lực lượng hải thuyền mạnh, trang bị vũ khí tối tân vào thời bấy giờ, đã chinh phục được quần đảo Indonesia nhưng không thể chiến thắng được Đảng Trong. Điều này chứng tỏ sức mạnh quân đội của Chúa Nguyễn, giúp Chúa Nguyễn thắng thế trong cuộc chiến với họ Trịnh vào thế kỷ 17. Sau trận chiến năm 1643, phía Hà Lan tin rằng họ Nguyễn chỉ kém hơn một chút so với Đảng ngoài và từ đó không còn gửi tàu chiến đến Đảng Trong nữa. Người kế vị Chúa Nguyễn Phúc Lan sau này là Nguyễn Phúc Tần đã thương lượng với Hà Lan, hòa giải những tranh chấp cũ. Nhưng người Hà Lan thấy rằng công việc buôn bán của họ vẫn tiếp tục bị trở ngại, nên cuối cùng rút lui và đóng cửa thương cuộc ở Đảng Trong. Tháng 2 năm 1643, Chúa Trịnh sai con là Trịnh Tạc đem đại quân đánh Nam Bố Chính. Quân Trịnh tiến công ồ ạt, giết được tướng quân Nguyễn là Bùi Công Thắng, chiếm được Nam Bố Chính, tiến lên đóng ở cửa Nhật Lệ. Tháng 4, Chúa Trịnh sai Trịnh Đào đánh lũy Trung Hòa. Quân Nguyễn phòng thủ vững chắc, Trịnh Đào không hạ được lũy. Lại gặp lúc mùa hè, khí hậu oi bức, quân Trịnh bị bệnh nhiều nên Chúa Trịnh đành ra lệnh lui quân. Tháng 2 năm 1648, Trịnh Tráng sai tiến quận công Lê Văn Hiểu khởi binh Nam tiến lần thứ tư, dẫn bộ binh tiến lên đóng ở đất Nam Bố Chính, còn thủy quân đánh cửa Nhật Lệ. Quân Nguyễn gia chống lại bị bất lợi. Chúa Nguyễn Phúc Lan và Thế tử Nguyễn Phúc Tần mang quân cứu viện ra Quảng Bình. Quân Nguyễn tập kích lúc nửa đêm, quân Trịnh thua lớn, bị quân Nguyễn đuổi đánh đến tận sông Danh mới thôi. Bấy giờ, Chúa Nguyễn Phúc Lan thấy trong người không được khỏe, trao lại binh quyền cho Thế tử Nguyễn Phúc Tần rồi trở về phủ Thừa Thiên. Trên đường đi thì Chúa mất, cầm quyền trong 13 năm, thọ 47 tuổi. Quân Nguyễn đang định vượt sông Danh đánh ra Bắc Bố Chính thì nghe tin Chúa Thượng qua đời nên phải lui binh. Chúa Nguyễn Phúc Tần lên nối ngôi ở tuổi 29, thường được gọi là Chúa Hiền. Ông là người chăm lo đến chính sự, chú ý luyện tập quân đội, sửa sang khí giới, chiêu mộ nhân tài, giảm nhẹ lao dịch, thuế má. Xã hội Đảng Trong thời bấy giờ tương đối thái bình, ổn định. Năm 1655, Chúa Nguyễn thấy thế mình đã mạnh, bèn sai tướng Nguyễn Hữu Tiến và Nguyễn Hữu Giật mang quân vượt sông Danh đánh ra Bắc Bố Chính. Đây là lần Bắc tiến lớn duy nhất mà chính quyền Đảng Trong thực hiện. Quân Nguyễn tiến công như vũ bão, các tướng quân Trịnh liên tiếp thua trận hoặc đầu hàng. Lần lượt châu Bắc Bố Chính và 7 huyện Nghệ An ở phía nam sông Lam về tay Chúa Nguyễn. Giữa lúc chiến sự vào thời kỳ khốc liệt nhất thì ở ngoài Bắc, Chúa Trịnh Tráng qua đời, Thế tử Trịnh Tạc lên nối ngôi. Trịnh Tạc sai con là Trịnh Căn vào Nghệ An lãnh binh chống quân Nguyễn. Quân của Chúa Nguyễn tuy liên tiếp thắng lợi nhưng cũng không đủ sức tiếp tục tiến ra Bắc Hà. Đến năm 1660, Chúa Trịnh tăng viện cho chiến trường phía Nam, nhờ đó mà Trịnh Căn có thể mở những cuộc phản công mạnh mẽ. Hai tướng quân Nguyễn là Hữu Tiến và Hữu Giật lại bất hòa, không chịu hợp tác với nhau nên cuối cùng thua trận, phải rút về phía Nam sông Danh. Quân Trịnh chiếm lại 7 huyện phía Nam sông Lam và Bắc Bố Chính như cũ. Sau khi đánh thắng quân Nguyễn, Chúa Trịnh cho nghỉ binh một năm. Đến tháng 10 năm 1661, Trịnh Tạc mang vua Lê Thần Tông dẫn đại binh vào Nam, cử Trịnh Căn làm thống lĩnh đại quân vượt sông Danh đánh vào Nam Bố Chính. Tướng quân Nguyễn là Nguyễn Hữu Giật chia quân đắp lũy phòng thủ, quân Trịnh đánh mấy tháng không hạ được. Tháng 3 năm 1662, quân Viễn Chinh mệt mỏi, lương hết, Chúa Trịnh bèn rút quân về Bắc. Hữu Giật đuổi theo đến sông Danh rồi rút về. Năm 1672, Chúa Trịnh lại sai Trịnh Căn lãnh binh Nam tiến. Chúa Nguyễn Phúc Tần sai em là Hiệp cầm quân chống cự, còn tự mình đi sau tiếp ứng. Quân Trịnh hăng hái đánh lũy Trấn Ninh mấy lần, suýt hạ được, nhưng quân Nguyễn cố sức chống đỡ. Quân Trịnh đánh mãi không thắng nổi, Trịnh Căn lại bị ốm, nên Trịnh Tạc phải hạ lệnh rút đại quân về Bắc. Như vậy, trong 46 năm ròng rã, hai bên Trịnh Nguyễn đánh nhau lớn tất cả 7 lần và một số trận đánh quy mô nhỏ hơn. Hai bên đều có lợi thế và nhược điểm nên không thể tiêu diệt được nhau. Sau nhiều năm giao chiến, cả hai bên đều kiệt quệ về sức người sức của nên phải chấp nhận đình chiến, chia cắt lâu dài. Sông Danh trở thành ranh giới chia đôi nước Đại Việt thành Đảng Trong và Đảng Ngoài. Trong hơn 100 năm tiếp theo, hai họ Trịnh Nguyễn không giao chiến thêm lần nào nữa. Thời Chúa Nguyễn Phúc Tần, các nước láng giềng như Chiêm Thành và Chân Lạp đều phải thần phục và chiêu cống cho Đảng Trong.
Bấy giờ nước Chân Lạp lại thường xuyên có nội loạn, phải chạy sang cầu cứu chúa Nguyễn. Việc ai làm vua cũng phải do chúa Nguyễn quyết định. Do sự lệ thuộc quá lớn như vậy, dẫn tới việc người Việt tràn sang sinh sống và kiểm soát nhiều vùng đất của Chân Lạp. Năm 1679, có quan tổng binh nhà Minh là Dương Ngạn Địch không chịu thần phục nhà Thanh, đem 3.000 quân cùng 50 chiếc thuyền đến gặp chúa Nguyễn, dâng sớ xin được làm thần dân Đại Việt. Chúa Hiền thấy họ cùng quẫn mà chạy sang, bày tỏ lòng trung thực và lại vùng gia định đất đai màu mỡ ngàn dặm, triều đình chưa dỗi để lo liệu, chi bằng tận dụng sức lực của họ, giao cho họ khai hoang đất đai để ở. Nghĩ vậy, chúa Nguyễn tổ chức khao đãi ân cần, phong cho quan tước rồi lệnh cho tới gia định khai hóa đất đai. Mặt khác, triều đình còn hạ chỉ dụ cho quốc vương Chân Lạp biết việc ấy để không xảy ra xung đột. Bọn tướng họ Dương đem binh thuyền tiến vào, mở mang đất đai, lập thành phố chợ, giao thông buôn bán. Tàu thuyền người Hoa, người phương Tây, người Nhật, người Java tụ họp tấp nập. Gia định từ đó dần trở thành một vùng đất trù phú nhộn nhịp. Năm 1687, chúa Nguyễn Phúc Tần qua đời, cầm quyền trong 39 năm, thọ 67 tuổi. Thế tử Nguyễn Phúc Thái lên kế nghiệp, tức chúa Nghĩa. Chúa Nguyễn Phúc Thái là người rộng lượng, giảm nhẹ hình phạt, thuế khóa, trọng dụng quan lại cũ, trăm họ đều vui mừng. Chúa quy định lại tăng phục cho có lợi, bởi vì vào thời ấy, mỗi khi có quốc tang thì người dân dù già trẻ đều la khóc kêu gào, bỏ hết việc đồng áng, lao động. Chúa quy định người trong tông thất thì để tang 3 năm, còn quân dân để tang đến Tết Trung Nguyên. Tháng 7 năm 1687, chúa Phúc Thái rời dinh phủ sang làng Phú Xuân, xây đắp cung điện, thành quách rất trắng lệ. Vùng Phú Xuân rộng rãi bề thế hơn Kim Long, sông Hương trở nên rộng khi chảy ngang qua trước kinh thành. Nơi đây sau này trở thành kinh đô của triều Nguyễn và được gọi là chính dinh. Chỗ phủ cũ ở làng Kim Long thì trở thành Thái Tông Miếu, thờ chúa Hiền. Năm 1691, chúa Nghĩa ốm nặng rồi qua đời, cầm quyền được 4 năm, thọ 41 tuổi. Thế tử Nguyễn Phúc Chu lên nối ngôi, tức chúa Minh, bấy giờ mới 17 tuổi. Khi mới lên ngôi, chúa Nguyễn Phúc Chu quan tâm chiêu hiền đãi sĩ, cầu lời nói thẳng, nạp lời can gián, bỏ xa hoa, bớt chi phí, nhẹ thuế má lo dịch, giảm hình ngục. Ông còn cho xây dựng một loạt chùa miếu, mở hội lớn ở chùa Thiên Mụ, chùa Mỹ Am. Bản thân chúa cũng ăn chay ở vườn Côn Gia một tháng trời, phát tiền gạo cho người nghèo. Bờ cõi yên ổn do chiến tranh Trịnh Nguyễn đã tạm ngừng 30 năm. Năm 1693, do quân Champa cướp phá ở biên giới phía Nam, chúa Nguyễn Phúc Chu sai tướng Nguyễn Hữu Cảnh tiến chiếm và chính thức sáp nhập phần còn lại của vương quốc này, lập trấn Thuận Thành, nay là vùng đất Bình Thuận, Ninh Thuận. Tuy nhiên, chính quyền Đàng Trong vẫn dành cho người Chăm chế độ tự trị ở đây. Chúa Minh còn mở rộng bờ cõi đất đai xuống phía Nam, đạt được nhiều thành tựu như đặt phủ Bình Thuận, phủ Gia Định, lập thêm các huyện xã ở Nam Bộ. Mùa thu năm 1699, triều đình tra xét bắt đạo Thiên Chúa, phàm nhân dân ai có đạo thì phải bỏ để trở lại làm người bình thường, lấy nhà tu làm nhà ở, lại đốt sách vở của đạo Thiên Chúa, người phương Tây thì buộc họ phải về nước. Về mặt Bắc, tuy đã thôi đánh nhau với quân Trịnh, nhưng Chúa vẫn lo phòng ngự cẩn thận. Năm 1701, Chúa sai trưởng dinh Nguyễn Phúc Diệu cùng Tống Phúc Tài, Nguyễn Khoa Chiêm sửa sang các chính lũy từ núi Đầu Mâu đến cửa biển Nhật Lệ. Chúa sai vẽ bản đồ những nơi hiểm yếu và cho quân lính thao dượt thường xuyên. Bấy giờ, phía Nam đất đai được khẩn hoang đến tận biên giới Chân Lạp. Trong nước việc nội trị, quân sự, giáo dục được phát triển có quy mô. Bắc Hà tuy có vua Lê nhưng quyền bính ở trong tay chúa Trịnh. Chúa Minh muốn tách riêng Đàng Trong ra thành một nước độc lập. Năm 1702, ông sai sứ thần đem quốc thư và cống phẩm sang Trung Quốc cầu phong nhà Thanh. Vua Khang Hy cũng có ý muốn phong, nhưng triều thần can rằng nước Quảng Nam hùng trị một phương, Chiêm Thành, Chân Lạp đều bị thôn tính, sao tất sẽ lớn. Tuy nhiên An Nam còn có nhà Lê ở đó, chưa có thể phong riêng được. Vì vậy, việc cầu phong không có kết quả. Năm 1708, có một thương nhân người Hoa tên Mạc Cửu, người Lôi Châu, tỉnh Quảng Đông, trước đó đến khai phá vùng đất Hà Tiên, nay dâng thư lên chính quyền Đàng Trong xin nội thuộc. Chúa Minh nhận lời và phong cho Mạc Cửu làm tổng binh trấn giữ đất Hà Tiên. Năm 1709, Chúa cho đúc quốc ấn khắc chữ Đại Việt Quốc Nguyễn Chúa Vĩnh Trấn Chi Bảo để dùng và truyền đời này sang đời khác. Thấy nước giàu binh mạnh, chúa Nguyễn Phúc Chu có ý muốn Bắc phạt. Ông cho thám tử ra thăm dò tình hình miền Bắc, nhưng bấy giờ Bắc Hà cũng đang trong giai đoạn thịnh trị dưới thời chúa Trịnh Cương. Thám tử về báo rằng, trong triều Cường Thịnh, tướng văn tướng võ đều là người giỏi, binh lương đầy đủ, quân bộ quân thủy đã nhiều lại tinh nhuệ, chúa mới không nhắc đến chuyện này nữa. Trong thời gian trị vì của mình, chúa Nguyễn Phúc Chu đóng góp nhiều công lao trong việc xây dựng kỷ cương Phật giáo, trùng tu chùa chiền và truyền bá đạo Phật khắp nước. Ông còn cho sửa sang, mở rộng văn miếu ở làng Triều Sơn vào mùa xuân năm 1692. Văn học thi cử được chú trọng, ông đã cho tổ chức các khoa thi trong phủ chúa. Nguyễn Phúc Chu cũng làm rất nhiều thơ.
Năm 1712, chúa Minh cho lập phủ mới ở làng Bát Vọng, huyện Quảng Điền. Ông có tới 146 người con, gồm 38 người con trai. Năm 1725, chúa Nguyễn Phúc Chu qua đời, trị vì được 34 năm, thọ 50 tuổi. Con trưởng là Nguyễn Phúc Chú lên nối ngôi, đương thời gọi là chúa Ninh. Chúa Nguyễn Phúc Chú là một người chăm lo đến chính sự. Năm 1726, ông ban bố các điều răn, đại ý là khuyên dân siêng năng cày cấy và chấm dứt nạn rượu chè, cờ bạc. Năm 1729, chúa bắt đầu cho lập trường đúc tiền. Năm 1735, tổng binh Hà Tiên là Mạc Cửu mất, con trai cả là Mạc Thiên Tứ kế tục sự nghiệp của cha. Sang năm sau, Mạc Thiên Tứ được chúa Ninh phong làm tổng binh đại đô đốc trấn Hà Tiên để giữ gìn và mở mang xứ ấy. Mùa hạ năm 1737, triều đình định lại quan chế, cải cách sắc phục, thay đổi phong tục, mọi người đều theo lối mới. Năm 1729, một nhóm cướp người Nhật Bản xúi giục người dân Chân Lạp nổi dậy tàn sát người Việt trong vùng Ba Nam mà họ gặp, rồi còn tiến sang quấy nhiễu ở Gia Định. Chúa Ninh cho quân vào đánh dẹp, rồi sai tướng trấn giữ ở Gia Định và trấn biên. Khi ấy, vua Chân Lạp là Nặc Tha sợ bị vạ lây, liền gửi thư cho chúa Nguyễn để thanh minh rằng mọi việc trên đều do giặc cướp gây ra và xin đem hai vùng đất là Mỹ Tho, Vĩnh Long dâng chúa Ninh để cầu hòa. Bấy giờ, thấy đất Nam Bộ rộng lớn quá, nên để tiện việc coi giữ, chúa cho lập châu Định Viễn, dựng Dinh Long Hồ, bổ nhiệm quan lại rồi đưa thêm dân Việt đến khai hoang lập nghiệp. Nguyễn Phúc Chú được đánh giá là người đã có công trong việc thiết lập đơn vị hành chính mới, giữ gìn và mở mang vùng đồng bằng sông Cửu Long. Năm 1738, chúa Nguyễn Phúc Chú qua đời, trị vì được 13 năm, thọ 41 tuổi. Con trưởng là Nguyễn Phúc Khoát kế vị, tức chúa Vũ. Ngay sau khi lên ngôi, chúa Vũ cho khởi công xây phủ mới và cho kiến thiết đô thành Phú Xuân. Năm 1739 thì công cuộc hoàn tất, triều thần tôn chúa là Thái Phó Quốc Công. Cũng trong năm này, vua Chân Lạp là Nặc Bồn mang quân sang xâm phạm Hà Tiên. Mạc Thiên Tứ cùng vợ là Nguyễn Thị Hiếu túc đánh đuổi được. Nghe tâu, chúa đặc cách phong Mạc Thiên Tứ làm đô đốc và vợ ông làm phu nhân. Năm 1744, quần thần dân biểu tôn chúa lên ngôi vương. Kể từ đó, có nhiều cải cách được ban hành như phủ đổi thành điện, những gì trình lên chúa gọi là tấu, thần quân gọi là vũ lâm quân, văn chức đổi là hàn lâm viện. Về hành chính thì chia làm 6 bộ, lại, hộ, lễ, binh, hình và công. Phạm Văn Thư vẫn dùng niên hiệu vua Lê nhưng đối với các thuộc quốc thì xưng là thiên vương, y phục từ quan đến dân cũng thay đổi. Về mặt ngoại giao, Vũ Vương áp dụng một sách lược khôn khéo, mềm dẻo. Đối với đảng ngoài, ông luôn luôn chú đáo đáp lễ và giữ trung lập trong các cuộc tranh chấp, không theo phe nào, phe phủ Lê hay phe theo Trịnh. Năm 1760, tuy nhận thư cầu cứu của Lê Duy Mật thúc đẩy ông diệt Trịnh phủ Lê, Vũ Vương nhất định không giấy binh. Và để ổn định tình giao hảo với triều Thanh, ông vẫn cống nạp điều đặn. Lúc bấy giờ, chúa Nguyễn muốn mở mang bờ cõi về phía Nam, bèn lấy cớ nước Chân Lạp thường xuyên quấy phá vùng Nam Bộ để cất quân thảo phạt. Năm 1753, triều đình sai sứ đưa thư sang nước Xiêm, một nước lớn thời bấy giờ và đang tranh giành ảnh hưởng tại Chân Lạp với Đàng Trong, nói về ý định chinh phạt Chân Lạp và yêu cầu người Xiêm bắt giữ quốc vương Nặc Nguyên, nếu Nặc Nguyên thua trận và trốn sang Xiêm. Mùa hạ năm 1754, quân Nguyễn chia hai đường từ Gia Định theo hướng Tây đánh Chân Lạp. Quân của chúa Nguyễn đi đến đâu, các châu phủ đều thua trận hoặc đầu hàng. Quốc vương Nặc Nguyên bỏ chạy đến Hà Tiên, nhờ Mạc Thiên Tứ làm trung gian hòa giải, xin dâng đất hai phủ là Tầm Bôn và Lôi Lạt, đồng thời xin cống nạp lễ vật còn thiếu 3 năm trước đó để chuộc tội. Vũ Vương nhận lời, lại cho Nặc Nguyên làm quốc vương Chân Lạp, thu hai phủ mới và cho dân cư đến sinh sống, nay thuộc khu vực Long An, Tiền Giang. Năm 1757, Nặc Nguyên mất. Một người chú họ của Nặc Nguyên là Nặc Nhuận tạm nắm quyền điều hành việc nước, chiêu tấu với chúa Vũ phong làm quốc vương Chân Lạp. Chúa bắt phải hiến đất hai phủ Trà Vang và Ba Thắc mới chuẩn cho lập ngôi. Khu vực này ngày nay là các tỉnh Trà Vinh, Bến Tre, Sóc Trăng, Bạc Liêu. Nhưng sang năm sau, 1758, Nặc Nhuận bị con rể là Nặc Hinh nổi loạn giết chết cướp ngôi. Con của Nặc Nhuận là Nặc Tôn lánh nạn tại Hà Tiên, nhờ Mạc Thiên Tứ cầu cứu với chúa Nguyễn đánh đuổi Nặc Hinh, giành lại ngôi vua Chân Lạp. Nhận lời, chúa Vũ sai thống xuất trương Phúc Du tiến đánh, Nặc Hinh thua chạy rồi bị giết chết. Chúa sắc phong cho Nặc Tôn làm quốc vương và sai Mạc Thiên Tứ đưa về nước, nhưng buộc phải hiến thêm vùng đất nằm giữa sông Tiền và sông Hậu, tương ứng với Đồng Tháp, An Giang bây giờ. Ngoài ra, Nặc Tôn còn tặng riêng cho Mạc Thiên Tứ đất năm phủ, nhưng Mạc Thiên Tứ lại đem đất ấy dâng cho chúa Nguyễn. Chúa Vũ tiếp tục cho Thiên Tứ cai quản vùng đất này. Trước đó, Mạc Thiên Tứ đã khai phá thêm được các vùng Cà Mau, Cần Thơ, do vậy mà xứ Hà Tiên mới rộng lớn ra.
Cùng với việc mở rộng lãnh thổ trên đất liền, chính quyền đảng trong lần lượt đưa người ra khai thác, kiểm soát các hòn đảo lớn và quần đảo trên Biển Đông cũng như Vịnh Thái Lan. Quần đảo Hoàng Sa được khai thác và kiểm soát từ đầu thế kỷ 17, Côn Đảo, Phú Quốc và quần đảo Trường Sa từ đầu thế kỷ 18. Đến giữa thế kỷ 18, dưới thời chúa Nguyễn Phúc Khoát, lãnh thổ Việt Nam về cơ bản đã được định hình, trong đó toàn bộ vùng đất Nam Bộ ngày nay đã thuộc về chúa Nguyễn. Sau khi hoàn thành công cuộc nam tiến của mình, trong những năm cuối đời, chúa Vũ trở nên tự đắc, kiêu ngạo. Ông say mê tửu sắc, không còn thiết tha việc chính sự nữa. Cậu ruột của chúa là Trương Phúc Loan nhân cơ hội đó tiếm quyền, gây ra mầm mống của sự suy tàn sau này. Bấy giờ, hệ thống thuế khóa phức tạp, nặng nề, quan cấp dưới lạm thu để tham nhũng khiến dân phải nộp nhiều hơn quy định. Chúa Nguyễn Phúc Khoát còn ủy thác cho Trương Phúc Loan nắm quyền, dân đảng trong càng bị bóc lột nặng nề hơn. Loan nổi tiếng là tham lam, vơ vét của công, mua quỵt của các thương nhân nước ngoài. Có đợt sau trận lụt, nhà Loan bày vàng ra phơi, sáng chóe cả sân. Các quan lại cũng học theo thói xa xỉ đó, nạn tham ô, hối lộ vì thế mà ngày càng nghiêm trọng. Thất bại trước những cuộc đụng độ với Xiêm La cộng với xu thuế nặng nề cùng tình trạng tham nhũng tại địa phương khiến cho chính quyền chúa Nguyễn càng suy yếu đi. Tháng 7 năm 1765, chúa Nguyễn Phúc Khoát qua đời, trị vì được 27 năm, thọ 51 tuổi. Vũ Vương mất, để lại di chiếu truyền ngôi cho công tử thứ hai là Nguyễn Phúc Luân. Nhưng Trương Phúc Loan câu kết với một số đại thần làm cuộc chính biến, bắt giam Nguyễn Phúc Luân và tôn Nguyễn Phúc Thuần mới 12 tuổi lên nối ngôi để dễ bề khống chế, hiệu là Định Vương. Phúc Luân sau đó chết trong ngục. Trương Phúc Loan lên làm quốc phó, càng được thế vơ vét, hàng năm thu được số vàng vô số mà nộp thuế cho nhà nước chỉ 1/2 phần 10. Của nhà Trương Phúc Loan chất như núi, các con hắn đều lấy công chúa, làm quan đến trưởng dinh, cai cơ. Sử sách còn ghi lại rằng, vào ngày nắng, Loan cho phơi của cải châu báu ra sân, làm sáng rực cả một góc trời. Loan ra sức lộng hành, mua bán quan tước, ăn tiền tha tội, hình phạt phiền nhiễu, thuế má nặng nề, nhân dân cực khổ. Năm 1771, ba anh em Tây Sơn là Nguyễn Nhạc, Nguyễn Lữ và Nguyễn Huệ phất cờ khởi nghĩa ở Đàng Trong, lấy danh nghĩa tiêu diệt quyền thần Trương Phúc Loan, tôn phủ hoàng tôn Nguyễn Phúc Dương. Quân Tây Sơn chiếm lấy thành Quy Nhơn làm căn cứ. Nguyễn Nhạc là một người can đảm và mưu trí, lại thường hay lấy của nhà giàu cho nhà nghèo, cho nên những người nghèo khổ theo phục rất nhiều. Chúa Nguyễn sai quân đi đánh dẹp, nhưng Trương Phúc Loan ở trong triều ăn hối lộ nên thay hết người này đến người khác ra trận, rồi mọi người đều căm oán. Do đó quân Nguyễn dễ dàng bị đánh bại. Thanh thế quân Tây Sơn mỗi ngày một lớn mạnh, chẳng bao lâu, đất từ Quảng Ngãi cho đến Bình Thuận đều thuộc về Tây Sơn cả. Bấy giờ chiến tranh loạn lạc xảy ra, đất Thuận Hóa vốn chủ phú mà thành ra sơ xác, ngoài đường nhiều người chết đói. Khi đó ở Bắc Hà, chúa Trịnh Sâm thấy tình hình Đàng Trong rối loạn, bèn cử tướng Hoàng Ngũ Phúc mang quân đánh vào Phú Xuân, cũng lấy cớ là giúp chúa Nguyễn tiêu diệt quyền thần Trương Phúc Loan và phản quân Tây Sơn. Quân Trịnh thế như trẻ tre, nhanh chóng chiếm được châu Bắc Bố Chính rồi vượt qua sông Danh. Các tướng tông thất họ Nguyễn thấy tình thế như vậy, bèn lập mưu bắt giữ Trương Phúc Loan đem nộp cho quân Trịnh, nhưng Hoàng Ngũ Phúc vẫn không lui binh, nói là còn phải tiêu diệt Tây Sơn. Các cánh quân mà chúa Nguyễn sai đi để chống quân Trịnh đều bị thất bại, quân Bắc sắp vào thành Phú Xuân. Tháng 12 năm 1774, chúa Nguyễn Phúc Thuần phải bỏ Phú Xuân chạy vào Quảng Nam, cùng đi với ông còn có người cháu là Vương tử Nguyễn Phúc Ánh, con trai của Nguyễn Phúc Luân. Quân Trịnh chiếm được Thuận Hóa. Chúa Nguyễn Phúc Thuần ở Quảng Nam phong cho người cháu của mình là Nguyễn Phúc Dương làm thế tử, giao nhiệm vụ trấn giữ nơi này. Không lâu sau, quân Tây Sơn từ Quy Nhơn lại kéo ra đánh. Tình thế nguy cấp, chúa Nguyễn bèn cùng với Nguyên Ánh lên thuyền chạy vào Gia Định. Cùng lúc, quân Trịnh lại đánh vào Quảng Nam, Nguyễn Phúc Dương cũng phải bỏ đồn mà chạy, bị quân Tây Sơn bắt được. Quân Trịnh tiến vào địa giới Quảng Ngãi, nhưng bị mắc bệnh dịch mà chết rất nhiều. Hoàng Ngũ Phúc phải bỏ Quảng Nam, lui về giữ Thuận Hóa. Như vậy, đất Quảng Nam thuộc về Tây Sơn. Nguyễn Nhạc sau đó xin đầu hàng quân Trịnh để tập trung lực lượng đánh chúa Nguyễn. Chúa Trịnh Sâm bằng lòng, phong cho Nguyễn Nhạc làm tiền tướng quân. Sau khi quân Trịnh rút đi, Tây Sơn tập trung lực lượng để tiêu diệt chính quyền chúa Nguyễn. Bấy giờ, quân Tây Sơn và quân Nguyễn đang giằng co nhau ở Bình Thuận và Phú Yên. Nguyễn Nhạc phát hiện rằng chúa Nguyễn ở Gia Định không có quân, bèn sai em là Nguyễn Lữ xuống thuyền đánh vào Gia Định. Chúa Nguyễn Phúc Thuần hoảng hốt tháo chạy, quân Tây Sơn lùng bắt, có lần chúa phải trốn vào gầm giường của một giáo sĩ mới thoát nạn. Chúa Nguyễn hạ chiếu cho quân ở Phú Yên và các nơi về cứu. Nguyễn Lữ không xuất chiến mà cướp lấy lương thực rồi rút về Quy Nhơn. Sau khi quân Tây Sơn rút đi thì nội bộ chúa Nguyễn lại xảy ra lục đục. Hai tướng là Lý Tài và Đỗ Thanh Nhơn bất hòa, đem quân đánh lẫn nhau. Lúc đó, thế tử Nguyễn Phúc Dương đang bị Nguyễn Nhạc giam lỏng ở Quy Nhơn lẻn trốn được về Nam.
Lý Tài thấy vậy bèn ép Nguyễn Phúc Thuần phải nhường ngôi cho thế tử. Nguyễn Phúc Dương bất đắc dĩ phải nghe theo, xưng là Tân Chính Vương, tôn Nguyễn Phúc Thuần làm Thái Thượng Vương. Như vậy nội bộ chúa Nguyễn lại chia ra thành hai phe. Điều này là rất tai hại cho quân Nguyễn, trong bối cảnh quân Tây Sơn đã tới rất gần. Tháng 3 năm 1777, Nguyễn Huệ đem quân thủy bộ tiến đánh quân Nguyễn. Chúa Nguyễn Phúc Dương cử Lý Tài ra ứng chiến. Tài sợ bị quân của Đỗ Thanh Nhơn tập kích phía sau nên rút chạy. Quân Tây Sơn đuổi theo. Quân Lý Tài chạy rối loạn đến Tam Phụ, là căn cứ của Đỗ Thanh Nhơn nên đều bị giết cả. Sau cái chết của Lý Tài, hai phe của Tân Chính Vương và Thái Thượng Vương giảng hòa, dựa vào nhau cùng chống Tây Sơn. Tháng 7 năm 1777, quân Tây Sơn chia hai đường đánh quân Nguyễn. Nguyễn Phúc Thuần bỏ chạy, còn Nguyễn Phúc Dương bị bắt và bị giết. Phúc Dương ở ngôi chúa chưa đến một năm, không rõ bao nhiêu tuổi. Chẳng bao lâu sau, Nguyễn Phúc Thuần cũng bị bắt, giải về ra Định Hành Quyết cùng các thuộc tướng. Định Vương ở ngôi chúa được 11 năm, làm Thái Thượng Vương chưa đến một năm, thọ 22 tuổi. Hầu hết các tông thất họ Nguyễn đều bị Tây Sơn giết hại. Cái chết của hai vương nhà Nguyễn cũng đánh dấu kết thúc một giai đoạn trượt dài suy vong trong lịch sử của họ Nguyễn. Khi Nguyễn Phúc Thuần bị giết, Vương Tử Nguyên Ánh một mình chạy thoát ra đảo Thổ Chu, bấy giờ mới 15 tuổi. Một tháng sau, Ánh tập hợp được một đội quân nghĩa dũng, binh sĩ mặc toàn đồ tang, quyết tử đánh chiếm lại Gia Định. Giúp Nguyễn Ánh lúc đó có Đỗ Thanh Nhơn và một số tướng lĩnh khác. Ánh ra sức xây dựng lực lượng, đắp lũy đất ở phía tây sông Bến Nghé, đóng cọc gỗ ở các cửa cảng để phòng ngừa Tây Sơn tấn công. Năm 1780, Nguyễn Ánh chính thức lên ngôi vương tại Gia Định, dùng Đại Việt quốc Nguyễn Chúa Vĩnh Trấn Chi Bảo làm ấn truyền quốc, vẫn dùng niên hiệu của nhà Lê. Tháng 3 năm 1782, Nguyễn Nhạc sai Nguyễn Huệ kéo quân vào đánh Gia Định. Nguyễn Ánh chống cự ở cửa biển nhưng sức yếu nên đành thua trận. Ánh phải cưỡi thuyền nhỏ chạy ra biển, đến trú ở đảo Phú Quốc. Phía Nguyễn Ánh lần này có cả sĩ quan Pháp tử trận. Khi đại quân của Tây Sơn rút về Quy Nhơn, tháng 8 năm 1782, Ánh lại thu thập tàn quân trở lại chiếm Gia Định. Tháng 2 năm 1783, Nguyễn Huệ lại kéo vào đánh cửa biển Cần Giờ. Quân chúa Nguyễn tan tác, Nguyễn Ánh cùng với 5-6 người tùy tùng, 100 lính, chạy về Ba Rồng. Tháng 4 năm đó, bị Nguyễn Huệ đuổi gấp, Ánh phải cưỡi trâu lội qua sông thoát thân, rồi đem mẹ và vợ con ra Phú Quốc. Thủy quân Tây Sơn truy đuổi đến tận đảo. Tình thế cực kỳ nguy hiểm, nhưng nhờ có Lê Phúc Biển mặc áo ngự đứng đầu thuyền giả làm chúa Nguyễn đánh lạc hướng Tây Sơn, Nguyễn Ánh mới chạy thoát ra đảo Côn Lôn. Tướng Trương Văn Đa kéo thủy quân Tây Sơn ra vây chặt ba vòng quanh đảo, chúa Nguyễn như cá nằm trên thớt. Bỗng một trận bão lớn kéo đến đánh chìm nhiều chiến thuyền Tây Sơn, Nguyễn Ánh thoát được đến Hòn Cổ Nốt, rồi sau lại về Phú Quốc. Thất bại liên tiếp, Nguyễn Ánh phải trao con là Hoàng Tử Cảnh 14 tuổi cho giám mục Bá Đa Lộc làm con tin, sang cầu viện người Pháp, rồi từ biệt mẹ và vợ, đem quân chạy ra ngoài cõi. Nguyễn Ánh chơi vơi ngoài biển suốt một tuần liền, thiếu lương ăn, nước ngọt, tưởng khó thoát chết, nhưng nhờ may mắn mà sống sót. Tháng 2 năm 1784, Nguyễn Ánh đem theo cả mẹ và vợ con chạy sang Xiêm nương nhờ và cầu viện. Mùa hè năm đó, Nguyễn Ánh dẫn quân Xiêm gồm 2 vạn thủy quân và 300 chiến thuyền cùng 3 vạn bộ binh kéo về Gia Định. Nhờ có viện binh, Nguyễn Ánh chiếm lại Ba Sắc, Trà Ôn, Mân Thít, Sa Đéc. Tháng 12 năm 1784, Nguyễn Nhạc được tin cấp báo, tức thì sai Nguyễn Huệ đem quân vào cứu Gia Định. Quân Tây Sơn mai phục ở Rạch Gầm và Xoài Mút, rồi dụ quân Xiêm vào trận. Quân Xiêm đại bại, Chiêu Tăng, Chiêu Xương cùng vài nghìn sĩ tốt theo đường núi chạy về nước. Nguyễn Ánh chạy đến Trấn Giang rồi sang Xiêm, xin trú ở Long Kỳ. Quân Nguyễn nhờ đất Xiêm mà sản xuất, trồng cây, đóng chiến thuyền, tích trữ lương thực, thu nạp quân sĩ đợi thời cơ. Năm 1787, trước lực lượng hùng mạnh của Nguyễn Ánh, lại được Bồ Đào Nha giúp đỡ, vua Xiêm tỏ ra không bằng lòng. Biết vua Xiêm không giúp gì hơn, Nguyễn Ánh viết thư từ biệt rồi lặng lẽ rút quân về nước. Trong khoảng thời gian này, nội bộ nhà Tây Sơn lục đục, Nguyễn Huệ và Nguyễn Nhạc đối đầu nhau, sau đó Nguyễn Huệ lại bận đối phó với 29 vạn quân Thanh tại Bắc Hà. Tận dụng thời cơ đó, Nguyễn Ánh tấn công vùng đất Nam Bộ, dùng kế ly gián giết tướng Tây Sơn là Phạm Văn Tham, đuổi Nguyễn Lữ về Quy Nhơn. Từ năm 1792, Nguyễn Ánh bắt đầu mở các cuộc tấn công ra Bắc theo chiến thuật tằm ăn lá dâu, gặp nồm thuận thì tiến, vãn thì về, khi phát thì quân lính đủ mặt, về thì tản ra đồng ruộng. Sau cái chết của vua Quang Trung Nguyễn Huệ, Nguyễn Ánh càng giáo diết thực hiện chiến thuật này. Năm 1799, Nguyễn Ánh chiếm được thành Quy Nhơn, đổi tên là Bình Định. Từ đó, Ánh bắt đầu giành được ưu thế áp đảo trước Nguyễn Quang Toản còn non nớt. Năm 1802, Nguyễn Ánh giết được Quang Toản, đánh bại hoàn toàn nhà Tây Sơn, thống nhất đất nước sau gần 300 năm chia cắt. Ông lên ngôi hoàng đế, lập ra nhà Nguyễn, triều đại phong kiến cuối cùng trong lịch sử Việt Nam.
Sự cai trị của chúa Nguyễn ở Đàng Trong kể từ Nguyễn Hoàng đến Nguyễn Ánh truyền được 11 đời chúa, tổng cộng 244 năm. Trong khoảng thời gian này, các chúa Nguyễn về danh nghĩa vẫn là thần tử của nhà Lê Trung Hưng. Họ vẫn nhận sắc phong và dùng niên hiệu của vua Lê, tuyên bố mình là bề tôi trung thành của nhà Lê, có nhiệm vụ giúp vua Lê cai quản vùng lãnh thổ phía nam của nước Đại Việt. Nhưng trên thực tế, họ cai trị Đàng Trong một cách độc lập, không nhận mệnh lệnh từ vua Lê hay chúa Trịnh ở Đàng ngoài. Công lao lớn nhất của họ Nguyễn ở phía nam là việc mở mang bờ cõi, khiến cho nước Việt rộng ra và nhiều người hơn, nhất là chiêu mộ những người nghèo khổ đi khai khẩn đất đai, làm cho đất nước bấy giờ phồn vinh hơn cả mọi nơi. Đến cuối thế kỷ 18, vì chúa Nguyễn Phúc khoát bỏ bê chính sự, triều chính rối ren, khiến lòng dân chán ghét nên đã tạo ra điều kiện cho nhà Tây Sơn nổi dậy, đánh đổ cả hai tập đoàn chúa Trịnh và chúa Nguyễn, kết thúc tình trạng chia cắt ở phía Bắc và Nam của nước Đại Việt. Sự cai trị của chúa Nguyễn tưởng như đã chấm dứt, nhưng do cái chết đột ngột của vua Quang Trung, nhà Tây Sơn nhanh chóng suy yếu và rốt cuộc lại bị chúa Nguyễn cuối cùng là Nguyễn Ánh đánh bại. Như vậy, lịch sử của chúa Nguyễn lại được tiếp nối bởi các vua nhà Nguyễn,